Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Long An, Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa TWG Long An phối hợp tổ chức chương trình tiếp sức người bệnh lần thứ 2 năm 2023 cho thanh niên trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An. Các hạng mục khám sức khỏe gồm đo huyết áp, mạch, khám tầm soát các vấn đề về tật khúc xạ, bệnh lý tai mũi họng, gu vẹo cuộc sống cùng các bệnh lý nhi khoa thường gặp, siêu âm, thực hiện các phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng cho hơn 250 đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Song song với công tác khám sức khỏe, ban tổ chức cũng trao tặng 250 suất khám bệnh, phát thuốc miễn phí và quà tặng cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi yếu thế. Trong khuôn khổ chương trình, các em cũng được phổ biến luật thanh niên năm 2020, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tư vấn tuyên truyền giáo dục chuyên đề về giới tính, sức khỏe sinh sản, tình yêu trong giới trẻ hiện nay. Bệnh viện liên tục tổ chức những cái chương trình để hỗ trợ cho người dân khám chữa bệnh. Thì đây, bệnh viện đã đầu tư các trang thiết bị rất hiện đại, ví dụ như máy MRI hiện đại nhất của Philips trên toàn thế giới. Và đồng thời nữa có những cái máy siêu âm, các công tác cận lâm sàng, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh được đầu tư các cái trang thiết bị trong nhóm top đầu với mục tiêu là mang tất cả các dịch vụ kỹ thuật cao từ thành phố Hồ Chí Minh và các nước lân cận về với Long An để đảm bảo rằng người dân Long An không phải đi xa và đảm bảo người dân Long An có thể tận hưởng các dịch vụ y tế đầy đủ tại địa phương với cái chi phí hợp lý. Ngoài việc được đầu tư đồng bộ từ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, kết hợp ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị y khoa tiên tiến, Bệnh viện TWG cũng triển khai chương trình khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, cung cấp cho người dân dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng với chi phí phù hợp. Bệnh viện đã cứu sống nhiều bé sinh non nhẹ cân dưới 700 gram, điều trị khỏi nhiều trường hợp mắc bệnh lý phức tạp.